chúng ta đang có mặt tại sao vàng dự án với Ken chị khách hàng nhé. Thì cái đợt này chủ đầu tư An Gia ra một chương trình thanh toán cực kỳ là nhẹ luôn, là anh chị chỉ cần thanh toán 15% đối với căn 3 phòng ngủ và 30% đối với căn 2 phòng ngủ, là anh chị khách hàng có thể sở hữu ngay một căn hộ tại dự án Westgate và là sở hữu căn hộ tại tháp đẹp nhất mọi người nhé. Đó là tháp này mọi người, đây tháp này hay còn gọi là tháp thêm. Chưa hết nha, anh chị khách hàng mua đợt này còn được thanh toán ngay 0.5% trong cái đợt mà mình gấp căn rồi mình chuyển cọc luôn. Rồi bên cạnh đó anh chị sẽ được tặng một cái bộ nội thất đối với những cái căn hộ mà anh chị sở hữu tại dự án của Ken chị khách hàng nhé. Rồi hãy liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245855 để sở hữu ngay cho mình một căn hộ tại dự án Westgate. Rồi anh chị nào muốn tham quan dự án Westgate thì vui lòng liên hệ với Giang ngay chị khách hàng nhé. Thì hiện nay tiến độ dự án cực kỳ là nhanh, cực kỳ là gọi là tốc độ luôn mọi người. Rồi mình mua một dự án mà pháp lý hoàn thiện nó rất là khó đúng không ạ? Thì hiện nay Westgate đã có pháp lý hoàn thiện rồi, giấy phép xây dựng và các thứ là nói chung là chuẩn chỉnh hết trơn và tốc độ xây dựng rất là nhanh. Rồi hẹn gặp lại anh chị tại dự án Westgate, hay là anh chị muốn xem căn hộ thực tế thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245855. Giang sẽ mời anh chị đến nhà mẫu An Gia Gallery để mình xem thực tế căn hộ dự án Westgate chị khách hàng nhé. Xin chào chị khách hàng.